Có bao giờ các bạn nhìn những người thành công và các bạn có cái mong muốn được biết cái bí quyết thành công của họ hay không? Hễ có ai đó thành công thì sẽ lại xuất hiện những người có nhu cầu muốn biết bí quyết thành công. Nhìn người ta thành công thấy ham lắm, muốn xin bí quyết thành công lắm. Mà nói vậy thôi các bạn dễ gì biết được. Tại vì người ta đâu nói cho mình nghe đâu đúng không? Hoặc nếu trường hợp người ta có nói thì chắc gì đã đủ. Nhưng mà nói gì thì nói, mình cũng muốn biết chứ. Mình biết để mình học hỏi đúng không? Thành ra trong cái chương trình bữa nay tôi sẽ chỉ các bạn cách để biết chính xác được luôn cái bí quyết thành công của người khác nha. Và cái bí quyết này rất đơn giản thôi. Nó gói gọn trong vài chữ như thế này thôi. Đừng có xin bí quyết thành công của người ta nữa, mà hãy nhìn đi. Đừng có chỉ tiêu thụ sản phẩm của người ta, mà hãy phân tích sản phẩm của người ta đi. Rồi bạn sẽ thấy bí quyết thành công của người ta đó. Bây giờ tôi sẽ lấy liền luôn một cái ví dụ, bạn nghe một phát bạn hiểu ngay. Cái thời gian mà gọi là giãn cách xã hội đó các bạn, căn bản là tôi cũng không có cơ hội để mà đi chỗ này chỗ kia nhiều. Tôi cũng chán các bạn. Mà tôi là một cái người yêu du lịch. Thành ra trong cái khoảng thời gian đó tôi xem khá là nhiều những cái video clip về du lịch ở trên YouTube. Thì chắc là chủ đề nó có liên quan hay sao á. Nên là tôi coi về du lịch thì nó lại xuất hiện những cái video về ẩm thực. Và tôi khá là ấn tượng với một vài bạn. Họ làm những cái video clip về ẩm thực cực vui luôn các bạn. Rất là thu hút. Trong một thời gian ngắn, mấy bạn đó trở nên cực kỳ nổi tiếng luôn. Tôi ngồi tôi phân tích các bạn và tôi biết được cái công thức kịch bản của các bạn đó luôn. Có nghĩa là bạn đó cắt các bước nấu ăn ra thành nhiều bước. Ví dụ bạn đã nấu chè chuối đi đúng không? Thì bạn đó sẽ phân ra cái quy trình nấu chè chuối thành 5 bước chẳng hạn. Ha. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Ví dụ vậy đúng không? Thì cái hay của bạn đó là vậy nè. Sau bước 1, bạn ấy luôn chèn vào một cái câu chuyện phím, một cái màn chọc cười, một cái thông tin gì đó vui vẻ chẳng hạn. Và sau cái màn chọc cười đó mới tới bước 2. Sau cái bước 2 rồi, bạn ấy lại thêm một cái gì đó vui vẻ, một cái cuộc trò chuyện thú vị gì đó vô mới tới bước 3. Thành ra mình coi nó giải trí lắm. Vừa nấu ăn nhưng mà bên cạnh nấu ăn luôn có những cái câu chuyện bên lề, luôn có những cái mà chọc cười thú vị. Và mình coi mình thưởng thức lắm. Và tôi xem thêm 5 clip, 10 clip nữa. Cái công thức của bạn đó y chang như vậy. Thành ra mình đâu cần hỏi đâu, nhưng mà mình biết rồi đó. Nếu mà tôi thực sự muốn đánh vào cái lĩnh vực ẩm thực thì tôi sẽ có một cái bài học rất lớn từ những cái bạn làm ẩm thực như vậy. Và khi mà phân tích sâu hơn tôi biết, à bạn này, bạn rất chủ động làm những cái món dân dã bình thường. Để làm gì? Để khán giả nhìn vô, à tôi biết món này rồi. Mình không còn mất thời gian để giáo dục khán giả nữa. Ở đây mọi thứ rất gần gũi. Thì giờ ông phát là thấy mình trong đó. Chưa tính tôi phân tích nữa các bạn. Và tôi thấy những cái món mà bạn này làm nó mang tính hoài niệm rất nhiều. Ví dụ như tôi đi, đó là những cái món mà hồi nhỏ tôi ăn rất nhiều, nhưng mà càng lớn tôi càng ít ăn. Thì tôi nhìn vô tôi thấy cái món đó thôi là tôi đã muốn xem rồi. Nó nhắc mình tới những kỷ niệm tuổi thơ của mình các bạn. Và thế là mình xem. Đó, tôi ngồi tôi coi chậm chậm. Tôi liệt kê ra những cái bí quyết thành công. Bởi vậy tôi nghĩ hồi xưa mình ngu quá. Sao mình cứ phải đi hỏi người khác công thức thành công của họ là gì, trong khi mình chỉ cần nhìn vào sản phẩm của họ thôi là mình đã biết rồi. Tại vì cái họ cho ra chính là cái tinh hoa nhất của họ ở thời điểm đó. Đó là sự thật duy nhất của họ ở thời điểm đó. Sản phẩm ra là cái mình phải nhìn vô. Mình đừng bỏ qua sản phẩm. Cái mà bao tâm huyết mồ hôi của họ đổ vào. Sao mình không nhìn? Mà mình đi hỏi làm gì? Mình đi xin làm gì? Vì bí quyết thành công, mình xin người ta cũng đâu cho. Ví dụ tôi hâm mộ ông chủ cái thế giới di động quá đi, tôi lại tôi xin thì làm gì cho nó mất công các bạn. Bạn tới cửa hàng của người ta đi, bạn dòm người ta làm sao, người ta sắp. Tại sao cái tủ đầu tiên phải là cái điện thoại đó? Có bao giờ bạn thắc mắc không? Rồi bạn bước vô, bảo vệ chào bạn. Tại sao họ phải chào? Đó là chào lần một. Bước vô nhân viên chào bạn. Họ làm gì trước khi chào? Cái tay họ đặt ở đâu? Họ cười như thế nào? Đó. Rồi khi bạn đi coi sản phẩm, họ đứng kế bên bạn, họ làm gì? Trời ơi, bạn đừng bỏ qua những cái đó. Nếu bạn thực sự muốn học, đó là chương trình huấn luyện của họ đó. Bạn có biết là những chương trình huấn luyện của những cái công ty lớn đó, họ được dạy để ra ngoài làm việc thật. Họ làm y như thế. Thì khi bạn tiếp xúc với nhân viên bán hàng của những cái công ty to như vậy đó, tất cả những gì mà họ nói với bạn, những nhân viên đó đối xử với bạn là tinh túy của những chương trình huấn luyện bí mật mà họ được đào tạo. Và họ đã show ra cho bạn thấy rồi đó. Sao bạn không nhìn? Đúng không? Đừng có xin bí quyết của người ta, hãy nhìn đi. Đừng có chỉ tiêu thụ những gì mà người ta làm cho bạn. Hãy phân tích đi. Bạn sẽ học được nhiều lắm luôn á. Hãy nhìn đi, bạn sẽ nắm hết được quy trình. Vị trí đặt điện thoại, cái phông chữ mà người ta sử dụng. Bước vô cửa hàng bạn thấy điều gì đầu tiên? Tại sao cái kệ đầu tiên khi bạn bước vào cái siêu thị phải là cái điện thoại đó? Phải là cái dòng điện thoại đó? Phải là cái thương hiệu điện thoại đó? Nhìn đi, rồi bạn sẽ thấy.
liệu đó có phải là cái điện thoại bán chạy nhất hay không? Nó nằm ở một cái phân khúc, một cái giá tiền mà rất nhiều người có thể mua. Liệu có phải là như vậy không? Họ đặt một cái điện thoại dễ bán nhất ở cái vị trí cho bạn dễ thấy nhất để họ tăng cái doanh số lên. Có phải là như vậy không? Hãy suy nghĩ đi. Rồi, đó là trường hợp offline. Bây giờ bạn lên mạng, online đi. Những cái siêu thị lớn như vậy họ làm gì? Họ viết bài chia sẻ. Điện thoại thì họ đăng vài trăm cái thôi. Nhưng mà những cái bài về hướng dẫn sử dụng điện thoại, những cái bài liên quan tới công nghệ, họ đăng hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn bài. Thế hóa ra người ta bán hàng chỉ khoảng 5-10%, còn 90-95% là người ta viết bài chia sẻ. Đó là công thức của những gã khổng lồ mà. Và còn nhiều cái khác. Bạn càng xoáy bạn sẽ thấy sự thật. Và thế là bạn học đi. Đó là bí quyết thành công đó. Cần gì phải gõ cửa ông chủ của người ta để hỏi. Nhiều khi tôi cũng muốn chơi bài ngửa. Tôi quay lại với chính mình đó. Kênh YouTube của tôi có 3 triệu lượt subscribe. Nên thôi có thể gọi là một cái thành tựu. Cực kỳ nhiều người nhắn tin cho tôi. Hỏi tôi là bí quyết để có lượt sub như vậy. Quá nhiều các bạn. Quá nhiều người hỏi như vậy. Tôi nói thật các bạn. Con số là tính bằng ngàn luôn đó các bạn ơi. Hàng ngàn người hỏi luôn á. Nhiều kinh khủng luôn. Làm sao tôi trả lời nổi hết. Vì thời gian của tôi cũng bận rộn mà. Thì lâu lâu tôi vẫn chọn lọc ra một vài bạn tôi trả lời. Tôi mới nói là em cứ nhìn anh làm đi. Nhìn những gì anh làm. Vì đó là bí quyết. Tất cả những sản phẩm anh làm ra, nhìn kỹ sẽ thấy quy trình. Vậy thôi. Và tôi sợ nhiều người không hiểu cái việc đó. Nhiều khi tôi còn viết bài nói về cái việc mà tôi sản xuất video như thế nào. Nhưng mà điều quan trọng á, tôi nói thiệt các bạn á, rất nhiều người có tính tò mò nhưng không có tính siêng năng để học hỏi. Nhiều khi tất cả phơi bài ra trước mắt nhưng mà họ không thèm đọc, không thèm xem, không thèm phân tích. Họ chỉ thích đi hỏi thôi. Thì như vậy rất chán các bạn. Vì cuộc sống này tôi nói thật các bạn á, nội câu trả lời thôi á, bản thân mình đã phải nỗ lực để tìm kiếm. Câu trả lời nó không sẵn có cho mình đâu, mà mình tìm kiếm thông qua phân tích. Bạn cứ phân tích cái kênh của tôi đi, thì tôi sẽ chỉ nói cho các bạn thấy một điều. Nó chỉ gói gọn trong hai chữ giá trị thôi. Bạn thấy là trên cái tiêu đề video của tôi, chưa bao giờ tôi để một cái từ khóa liên quan tới một cái trend, tức là một cái xu hướng hay là một cái sự kiện hiện hữu để thu hút view. Chưa bao giờ tôi làm chuyện đó, mặc dù về kỹ thuật, về kiến thức, về kinh nghiệm làm YouTube tôi biết. Vì bản chất sản xuất nội dung của tôi là giá trị. Và tôi có ngày hôm nay cũng vì hai chữ giá trị. Tôi thành công cũng là hai chữ giá trị. Mà tôi có thất bại cũng là hai chữ giá trị. Và đôi khi cái giá trị đó chỉ một số ít cảm thấy là có giá trị thôi. Thì như vậy cũng được rồi. Thật sự. Và các bạn thấy tôi không có giấu cái gì cả. Cái cách phân tích của cái bài này á, thưa các bạn, tôi thấy xung quanh tôi có thể có người biết, có thể có người không biết. Nhưng tôi thấy chưa ai chia sẻ hết. Kiến thức này tôi nói hết cho các bạn, tôi chả giấu gì cả. Vì tôi thấy chắc chắn cái này là một cái giá trị. Và nếu những người đang làm nghề, bất kỳ ngành nghề nào mà biết, chắc chắn cuộc sống họ sẽ có lợi. Thế thì tôi chia sẻ thôi, vậy thôi. Và tôi nói thiệt với các bạn, với những cái nội dung như thế này, chắc gì Boss Lên đã có nhiều người thích nghe. Đúng không? Chắc gì thị trường nó đã có nhiều, nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ tôi không còn quá hám cái view giống như hồi xưa nữa đâu. Thật, chỉ có giá trị là tôi sẽ làm. Nhưng mà thực ra các bạn phân tích về bản chất đi, các bạn sẽ thấy cái bí quyết của tôi nhé. Bí quyết thành công, bí quyết thất bại gì nó cũng thế thôi. Những cái clip mà tôi làm tôi đạt được 7 triệu view. Và những cái clip tôi làm tôi đạt được 7.000 view. Nó cách nhau một trời một vực đúng không? Nhưng về bản chất nó chỉ có một thôi. Tôi làm những gì mà tôi thấy khán giả của mình sẽ nhận được giá trị. Thế thì tôi hồn nhiên lắm. Tính ra kênh YouTube của Web 5 Ngày tới thời điểm hiện tại là tầm 8 năm rồi các bạn, gần chục năm rồi ít gì nữa. Tại sao tôi vẫn làm, vẫn kiên trì, vẫn cố gắng, vẫn vững vàng. Và tôi tự xem mình như một cái con ngựa chạy hơi bị lì. Có thể không phải là con ngựa chạy nhanh nhất, nhưng chắc chắn là một trong những con ngựa lì đòn nhất. Tại vì cái bộ công thức của tôi đơn giản lắm, giá trị. Một tấm hình tôi thấy có giá trị tôi sẽ post lên. Một bài viết có giá trị tôi sẽ post lên. Một video có giá trị tôi sẽ post lên. Vậy thôi. Và thế là tôi thấy tôi làm rất vô tư. Tôi không có xem số liệu trên YouTube nhiều đâu các bạn. Tôi thu xong là tôi vui lắm. Nhiều khi mình hên, trời thương, có nhiều view. Mặc dù mình cũng làm marketing, mình cũng PR cho clip. Cũng làm đủ quy trình hết. Cũng sale siết độ, đủ quy trình hết. Nhưng nó còn là cái thị trường nữa các bạn. Bây giờ bạn làm marketing tốt mà cái sản phẩm bạn làm ra nó không thuộc về số đông thì view nó thấp thôi. Tôi biết chuyện đó mà. Cái việc các bạn để ý, các bạn sẽ học được, các bạn sẽ cào được hết bí quyết của người ta luôn á. Ở đây tôi chỉ nói vài điều thôi. Thì cái cách học mà nhanh mà thật nhất có phải là vậy không? Nếu muốn biết bí quyết của người khác, thứ nhất đừng xin mà hãy nhìn đi. Và thứ hai đừng chỉ tiêu thụ mà hãy phân tích đi. Phân tích một buổi thì nó ra mờ mờ. Phân tích một ngày thì nó ra rõ rõ. Phân tích một tháng thì nó trở thành một cái kiểu là nghiên cứu thị trường luôn rồi. Và bạn sẽ biết rõ mồn một nha. Chỉ vậy thôi. Ánh sáng mở ra, cánh cửa mở ra. Bạn vừa nghe xong chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ 3 hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày.